ra mắt 173 căn hộ siêu sang, ngắm trọn hoàng hôn Hồ Tây. Heritage Westlake là dự án căn hộ thương gia siêu sang tại Tây Hồ, Hà Nội, trong đó có 173 căn hộ thương gia và 207 căn hộ dịch vụ, đẳng cấp 6 sao, được vận hành và quản lý bởi Somerset, thương hiệu cao cấp thuộc tập đoàn Capitaland. Tổng quan về dự án, tên dự án, Heritage Westlake, quy mô dự án, 9.000 m2, chủ đầu tư, công ty Capitaland, Hiền Đức, đơn vị quản lý, The Scott, vị trí dự án, 679 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. Diện tích đất, 9.000 m2, số tầng, 25 tầng, bao gồm 3 tầng hầm, 1 tầng kỹ thuật, tổng diện tích xây dựng 121.913 m2, số căn hộ 344 căn hộ, loại hình căn hộ 173 căn hộ lâu dài, 207 căn hộ dịch vụ. Heritage Westlake sở hữu vị trí hiếm có còn sót lại tại khu vực Tây Hồ, trên lô đất thuộc hai phường Xuân La và Phú Thượng, với hệ thống hạ tầng giao thông đã phát triển đồng bộ, hiện đại, với quy hoạch đẹp bậc nhất thủ đô, với các tuyến đường Võ Chí Công, nối dài lên cầu Nhật Tân, các tuyến đường Lạc Long Quân, Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, đường Bưởi, Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Quốc Việt, giúp dễ dàng kết nối đến khu vực trung tâm phố cổ và Hồ Gươm. Là một chung cư cao cấp 6 sao, chủ đầu tư Capitaland Việt Nam đã mang đến cho dự án Heritage Westlake hơn 40 tiện ích đẳng cấp và dịch vụ chuyên nghiệp dành cho cư dân, được vận hành và quản lý bởi đơn vị The Scott Limited cùng thương hiệu Somerset Regency. Phòng tập gym hiện đại, bể bơi 4 mùa, ngoài trời, nhà hàng, siêu thị, cà phê, phòng xông hơi, đường đi bộ, sục jacuzzi, sảnh rượu và quầy xì gà, sảnh tiệc, Sky Garden, khu vui chơi trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng, vườn nướng BBQ, thác tràn, khu tắm nắng, khu spa, hệ thống đỗ xe thông minh tự động, quản lý bởi thương hiệu The Scott, phòng tiệc trên cao, quầy bar trên cao. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ số điện thoại 091 337 4482.